tuyệt vời trong trận đấu tiếp theo của trận đấu rất hay. Dạ vâng ạ, và hôm nay thì tất cả những ngôi tuyển thủ này đã có rất là nhiều kinh nghiệm về thể thao. Thực sự có một người đẹp ở đây, quý vị nếu mà để ý thì cô ấy cũng rất là đam mê thể thao, như là bộ môn golf này hay là xem bóng đá rất là nhiều nè, và không những vậy còn là boxing nữa. Thì hôm nay xin được chào Hiền Minh, xin mời quý vị có thể chia sẻ một chút cảm xúc khi đứng ở đây cho một chút này mà đông khán giả và động viên như vậy được không ạ? Bởi vì đến lên cái người chào rồi nên là Vi cũng có trả lời và câu hỏi luôn. Thật ra thì bản thân Vi cũng là một người rất yêu thích thể thao từ khi còn bé. Từ hồi bé thì bố mẹ Vi đã tạo điều kiện cho Vi tập vũ su. Về sau này Vi có tập cả môn thái và cái bôi thêm nữa. Thế nên là dù nhìn có vẻ không được mạnh mẽ như là Tiến Linh nhưng mà Vi không dễ đùa đâu ạ. Và ngày hôm nay sẽ có mặt ở đây, Vi đã rất háo hức chờ đợi được xem là giao lưu giữa hai võ sĩ. Và với nếu như mà mọi người có hỏi là võ sĩ võ thương ích cho Vi thế nào trong cuộc sống, thì thứ nhất là võ cũng giúp cho Vi giải phóng căng thẳng, giúp cho Vi tập trung và công việc hơn, nhanh nhẹn trong mọi việc hơn. Và công tác của Vi rất là đam mê, rất là giờ thì Vi đang rất là nóng lòng chờ đợi để làm ra Vi một chút nữa. Và hiện nay thì cũng xin phép hỏi là có võ sĩ nào nhận tuyển học viên không ạ? Vi cũng đang cần tìm thầy. Tôi sẽ cố gắng trở thành võ sĩ trong tương lai rất gần, và tôi sẽ cố gắng để làm những việc mà đó là một cái điều ao ước của tôi, cũng sẽ cố gắng rất nhiều. Đóng môi rất là đóng khi đứng gần những gương mặt tuyệt vời của chúng ta. Cảm ơn anh ạ, là được có nói nha. Sẽ cố gắng. Cảm ơn rất nhiều ạ. Và tiếp theo sẽ mời diễn viên của chúng ta, không biết là ngày hôm nay thì có một người bạn rất trẻ, vô cùng tuyệt vời và mang cái tâm hướng là cũng rất là boxing, rất là võ sĩ nữa. Thì hôm nay mình đến đây á, chúc phúc lại cho các bạn gọi là bạn chủ ra sao, về cái outfit của mình đã mất bao lâu và bạn nhận định ra sao về những võ sĩ hôm nay, thì bạn thực sự là ai sẽ là võ sĩ thắng cuộc này đó nha. Đầu tiên thì cho thì em xin phép được gửi lời chào tất cả mọi người. Hello everyone. Đều là những người rất là hay, đều là những người đã rất là nhiều cái danh hiệu cao quý và được mọi người yêu thích. Cho nên là ngày hôm nay thì Thùy Anh không nghĩ rằng mình chọn ai là người chiến thắng, mà Thùy Anh nghĩ rằng tất cả mọi người đến đây ngày hôm nay đều mong muốn để xem những trận đấu thật hay và thú vị. Và